Cập nhật quân sự mở ngày 28 tháng 3 Vũ Hoàng xin kính chào quý vị, xin kính chúc quý vị buổi trưa vui vẻ Quân sự mở xin gửi tới quý vị những thông tin mới nhất trong bản cập nhật buổi trưa ngày hôm nay Hỏa tiên siêu vật dư cân của Nga lộ hết cả bí mật Kính thưa quý vị, Hỏa tiễn hành trình siêu vật âm dây cần của người Nga đã bị Ukraine giải mã và quân sự mở sẽ tường thuật với quý vị những ẩn đồ thú vị phía sau mà người Nga đã rất cố gắng giữ bí mật nhưng không phải là vì để họ bảo lưu công nghệ tên lửa tiên tiến của mình. Vào năm 2019, khi lãnh đạo Nga Vladimir Putin chính thức công bố sự tồn tại của tên lửa hành trình siêu vật âm 3M22 Dân cần tối tân, nó ngay lập tức cùng với những loại vũ khí được gọi là nguyên lý mới khác như Kinzhal hay ICBM Sarmat hay là ngư lôi hạt nhân Poseidon giành được sự chú ý đặc biệt từ ngoại giới. Bởi vì chúng được tuyên bố là có những thông số kỹ thuật đặc biệt vượt xa những gì con người đã biết về vũ khí chiến tranh. Được tuyên bố là có khả năng đạt tốc độ Mach 9, tầm bắn lên tới 1.000 km và mục đích chính là tiêu diệt các chiến hạm của kẻ thù tiềm tàng, cũng như các mục tiêu trên mặt đất. Các quan chức của Điện Kremlin đặc biệt nhấn mạnh tốc độ di chuyển siêu vượt âm, hay ít nhất là trên Mach 5. Điều đó có nghĩa là những hỏa tiễn như vậy về mặt lý thuyết là không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng không hoặc phòng thủ tên lửa nào, kể cả những hệ thống hiện hữu hay của tương lai nhiều năm tới. Chỉ vài năm sau, lực lượng phòng vệ Ukraine chứng minh rằng họ đã sai. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 4 tháng 5 năm 2023 với việc đánh chặn thành công KH-47 Kincho lần đầu tiên. Đáng cười hơn, nó chỉ là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không được gắn cái mác siêu vượt âm, tệ hơn so với trường hợp của Zircon Hỏa tối tân này được cho là sẽ quét sạch hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Ukraine, Patriots, do các đồng minh phương Tây cung cấp. Nhưng người ta nhanh chóng xác nhận rằng Kincho chỉ có cái mark siêu vượt âm, vì nó chỉ có thể đạt tốc độ siêu âm này trong những khoảnh khắc ngắn ngủi cho đến khi nhiên liệu tên lửa rắn của nó cháy hết, điều khác hẳn so với định nghĩa về các hỏa tiện hành trình siêu vượt âm. Chẳng bao lâu sau, các H-47 Kincho bắt đầu rụng như sung. Lực lượng phòng không Ukraine đã tình cờ hạ gục tới 100% số hạt tiễn đạn đạo giả hiệu Silverdome này khi chúng được phóng tới thủ đô Kyiv của họ. Việc các đầu đạn kinh chưa phát nổ bị các đội công minh Ukraine thu hồi từ dưới lòng đất sâu vài mét đã trở nên quá sức bình thường. Do đó, người Nga mới miễn cưỡng nhận ra vấn đề và những công trình sư phát triển hòa tiễn siêu vật âm kinh bị bắt giam với các tội danh như tiết lộ bí mật vũ khí siêu vật âm Nga cho các đối thủ, mặc dù trên thực tế họ không có loại công nghệ này. Đó là với kinh Còn 3M22 Zircon cũng có những khóc quất tương tự. Hai hỏa tiễn cần cùng bị đánh chặn cùng lúc vào ngày 25 tháng 3 năm 2024 vừa qua trong một nỗ lực khác nhằm tấn công Kyiv và tàn tích của chúng đã tiết lộ những chi tiết quan trọng. Hóa ra, Dư cần thực sự có thể di chuyển ổn định với vật ống Mach 5.5 trong suốt chuyến bay, chứng minh trên thực tế nó thực sự có thể vượt qua ngưỡng giới hạn dưới của định nghĩa về hỏa tiễn siêu vật âm. Nhưng mà, người Nga đã làm nó bằng cách nào? Đầu tiên, họ dùng động cơ Ramjet đời cũ thay vì Scramjet cho định nghĩa siêu vật âm mới. Vì chế tạo Scramjet với phổ tốc độ Mach 5 đến Mach 24 quá khó, quý vị có thể thấy vì sao người ta đặt ra ngưỡng giới hạn dưới Mach 5 cho hỏa tiễn siêu vật âm. Vì chúng còn cả một giải tốc độ lớn ở phía sau để chinh phục với loại động cơ này, thì Ramjet, loại công nghệ cũ chỉ có thể hoạt động ở giải tốc độ cận âm đến Mach 6 là tối đa và hiệu quả nhất ở tốc độ Mach 3 giống như các loại hỏa tiễn chống hạm P-700 Granite, P-800 Onyx hay là siêu phi cơ do thám đình đám của Mỹ SR-71 thực hiện. Để loại công nghệ động cơ lạc hậu này đạt được tốc độ tiệm cận giới hạn trên của nó, tức là Max 5.5 so với Max 6 mà chúng ta vừa mới đề cập đến ở trên, người Nga đã làm một việc không tiền khoáng hậu là thu nhỏ đầu đạn của chúng đáng kể. Thay vì một đầu đạn nặng tới nửa tấn với vài 300kg thuốc nổ, họ trang bị một đầu đạn nhẹ hơn đáng kể với chỉ 40g hỏa dược. Điều này là nguyên nhân chính dẫn đến tốc độ khá ổn của siêu tên lửa Zircon, thay vì bước nhảy vọt công nghệ thực sự liên quan đến động cơ tên lửa của người Nga. Điều này đã được ông Andriy Kulchitsky, người đứng đầu phòng thí nghiệm nghiên cứu quân sự tại Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định Pháp y tiết lộ sau khi tìm hiểu các mảnh vỡ của Zircon. Các cơ quan của Kiev còn cho biết thêm Zircon có thể đạt tốc độ cao hơn một chút trong quá trình lao xuống ở mức Mach 7.5, có lẽ là do kết hợp lực đẩy với gia tốc trọng trường, nhưng ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu, nó chỉ có tốc độ Mach 4.5, nhỏ hơn mức tối thiểu của các hỏa tiễn siêu vật âm, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Vấn đề với người Nga, chứ không phải với Ukraine ở đây là chúng không thể vượt qua hai hệ thống phòng thủ chủ chốt của Kyiv hiện tại là Patriot của Mỹ và Samti do liên doanh MBDA, liên doanh quốc phòng giữa Pháp, Anh Quốc và Ý sản xuất. Hai hệ thống phòng không chính đang đảm nhận nhiệm vụ ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào NATO, bao gồm cả tấn công hạt nhân. Điều này có nghĩa là chúng ta cứ tạm bỏ qua các yếu tố lằng nhằng phức tạp với những cái tên rắc rối như Ramjet hay Scramset mà đi vào vấn đề thực tế ở đây. Giờ cần không có hiệu quả như người Nga tuyên bố, tương tự như Kinzo đã được chứng minh trong khi chính quyền Putin đã đầu tư cho nó có thể là đến tới hàng chục tỷ rúp hoặc hơn để nghiên cứu và phát triển. Hay là chính quyền ông Putin đã bị các công trình sư tên lửa siêu vật âm của mình qua mặt tàu do thám Ivan Kuz của Nga mất khả năng chính xác. Hình ảnh vệ tinh cho thấy người Nga không còn khả năng sử dụng tàu tình báo Ivan Kuz sau cuộc tấn công của Ukraine. Sau cuộc tấn công thành công vào Sevastopol bị chiếm đóng ngày 24 tháng 3, tàu Ivan Kuz có thể được thêm vào danh sách tàu Nga bị Ukraine phá hủy. Đây là tàu tình báo tín hiệu của hạm đội biển đen thuộc đề án 18280 của Nga. Hiện tại Nga chỉ có 2 tàu tương tự một dành cho hạm đội Biển Đen và một chiếc dành cho hạm đội phương Bắc. Các hình ảnh vệ tinh mới được chụp sau vụ tấn công cho thấy con tàu Ivan Kuz bị trúng hỏa tiễn ở đuôi tàu. Người phát ngôn của Hải quân lực lượng vũ trang Ukraine, Dmytro Plantenchuk, tuyên bố rằng tàu Nga đã bị hư hại thiết bị tình báo ở đuôi tàu. Hình ảnh vệ tinh cho thấy con tàu này sẽ không thể thực hiện được nhiệm vụ đã định trong thời gian dài. Ngày 24 tháng 5 năm 2023, con tàu do thám này của Nga cũng từng bị trúng một đòn đánh bằng USV vào phần đuôi của nó. Mặc dù phía Nga tuyên bố thủy thủ đàn đã phòng thủ thành công, nhưng video của Ukraine công bố sau đó cho thấy chiếc xuồng cảm tử đã tiếp cận gần đuôi tàu đến mức không thể có được biện pháp phòng thủ nào hiệu quả trước khi hình ảnh video mất tín hiệu. Có vẻ như cái đuôi của Ivan Kuz rất có duyên nợ với các USV và hỏa tiễn của Ukraine. Phần đuôi tàu trên hình ảnh vệ tinh là vị trí đặt các thiết bị trinh sát điện tử. Người Nga có thể sẽ phải mất nhiều thời gian mới khôi phục được con tàu do thám quan trọng này của hạm đội Biển Đen, trong khi các đòn tấn công của Ukraine ngày càng diễn ra dường dập. Nga tăng cường thủy quân trên sông Dnipro, kiểm soát Kherson Vào ngày 20 tháng 3 năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố thành lập đội tàu sông Dnipro với một lữ đoàn thuyền chiến. Đội hình mới này có thể sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ các tuyến đường thủy và đảo trên sông Dnipro, ngăn cách tỉnh Kherson làm hai phần hiện do cả Nga và Ukraine kiểm soát mỗi bên một nửa. Tình báo quốc phòng Anh đưa tin, có khả năng thực tế là đội tàu Dnipro sẽ trực thuộc nhóm lực lượng Dnipro, lực lượng kết hợp giữa lực lượng Zaporizhia và Dnipro từ tháng 2 năm 2024 vừa qua. Nga có thể muốn ngăn chặn các hoạt động vượt sông của Ukraine, chẳng hạn như hoạt động thiết lập và duy trì đầu cầu ở khu vực Green Key. Các lực lượng Nga và Ukraine đều thương vong đáng kể khi giao tranh ở đầu cầu khu vực này. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2024, lực lượng Ukraine ở Krynki báo cáo đã đẩy lùi lữ đoàn bộ binh hải quân Nga thuộc đội cận vệ 810 trong khu vực. Việc thành lập một thủy đội nhỏ hơn trong khi hạm đội Biển Đen gặp rắc rối lớn với các đòn tập kích của Ukraine dấy lên hoài nghi về tính hiệu quả của nó. Trong khi khả năng ngăn chặn các cuộc vượt sông của quân đội Ukraine vẫn bị bỏ ngỏ, thì nguy cơ biến lực lượng phơi mình trên sông của Nga thành mục tiêu của các đòn tấn công chính xác của phía Ukraine sẽ khiến Moscow tiêu hao thêm nguồn lực và tăng thêm cơn đau đầu cho các chỉ huy thay vì hiệu quả chiến đấu thực tế. Putin thị uy trước khả năng F-16 đến Ukraine Tổng thống Nga Putin cảnh báo nếu các tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất được đưa tới Ukraine, Nga sẽ coi chúng là mục tiêu hợp pháp và hủy diệt. Dù họ bàn giao F-16 cho Ukraine thì tôi nghĩ rằng các bạn biết rõ hơn ai hết việc đó cũng chẳng thay đổi được tình hình trên chiến trường, Chúng ta sẽ tiêu diệt những tiêm kích đó như cách đã phá hủy xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong chuyến thăm căn cứ không quân Toskot ở vùng Tver phía bắc Moscow. Căn cứ này là nơi đặt trung tâm đào tạo phi công chiến đấu của Nga, trong đó có những phi công đang được huấn luyện để tham chiến ở Ukraine. Tất nhiên, nếu những chiếc F-16 do phi công Ukraine điều khiển xuất kích từ sân bay các nước thứ ba, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng ta, bất kể đó là nước nào, Ông Putin đe dọa. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng lưu ý rằng F-16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân và nga sẽ phải tính đến yếu tố này trong hoạt động chiến đấu. Các đe dọa của ông Putin được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết rằng tiêm kích F-16 sẽ đến Ukraine trong những tháng tới. Ukraine nhiều lần đề nghị phương Tây viện trợ tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất nhằm cải thiện năng lực không quân. Sau nhiều tháng do dự. Vào tháng 5 năm 2023, Mỹ đã bật đèn xanh cho các quốc gia châu Âu làm điều này. Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ đã cam kết chuyển F-16 cho Ukraine và đào tạo phi công lái tiêm kích này. Máy bay do thám 1 tỷ đô của Israel đi vào hoạt động. Trang tin VN Express dẫn các nguồn tin nước ngoài cho biết, chính sát cơ Oron, mẫu máy bay trị giá 1 tỷ đô của Israel đã được một số đơn vị quân đội nước này triển khai trên thực địa, theo truyền thông. Máy bay do tháng mới nhất của không quân Israel Oron đã đi vào hoạt động một cách đầy đủ. Giới chức Bộ Quốc phòng đã tận dụng tình hình cấp bách từ cuộc chiến ở giải Gaza để rút ngắn quy trình phê duyệt xuống còn vài ngày thay vì vài tháng. Tờ Ynet của Israel ngày 26 tháng 3 dẫn nguồn tin cho biết. Khi cơ đã tiến hành hơn 100 vụ xâm nhập và tích lũy được hàng trăm giờ bay kể từ khi đi vào hoạt động. Mỗi chuyến bay kéo dài từ 5 đến 10 giờ và có thể di chuyển tới hàng nghìn km. Tính báo quân đội, hải quân và không quân Israel đều đang sử dụng mẫu trinh sát cơ này. Wynet cho biết nó có khả năng cung cấp hỗ trợ theo thời gian thực từ trên cao cho các chiến dịch truy quét lực lượng chống đối ở bờ Tây, thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở thành phố Rafah tại giải Gaza để hạ các tay súng Hamas tra trộn vào dân thường, phát hiện các đoàn xe chở vũ khí từ Iran tới Iraq, xác định các nhân sự chủ chốt trong chương trình hạt nhân của Iran và nhắm mục tiêu vào phương tiện chở các tay súng ngay giữa thủ đô Beirut của Liban. Tất cả đều có thể thực hiện ở độ cao trên 12.000m, tờ này cho biết. Oron được chế tạo trên cơ sở máy bay thương mại Gulfstream G550 có thể cung cấp thông tin tình báo toàn diện theo thời gian thực trong mọi điều kiện thời tiết và tầm nhìn, bao gồm bản đồ phân bố lực lượng mặt đất của đối phương. Mặc dù sở hữu siêu năng lực với những công nghệ tiên tiến, mức giá 1 tỷ đô có thể khiến nhiều người cảm thấy sốc. Hiện không rõ Israel dự định sản xuất bao nhiêu chính sát cơ loại này. bản cập nhật hôm nay của quân sự mở xin được tạm dừng tại đây xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi vũ hoàng và quân sự mở xin chào và hẹn gặp lại